Rồi, trước mắt quý khán giả là bo mạch của con radio cassette Sony 715S. Thì bây giờ em sẽ chia sẻ cái hiện tượng là khi chúng ta là có một cái cần đây để chúng ta là chuyển đổi các cái tần số như là AM, FM của bo mạch. Thì khi chúng ta gạt á, nó không chuyển đổi được. Thì cái nguyên nhân đầu tiên á, là chúng ta là kiểm tra cái cụm này. Thì đầu tiên á, em thay thử cái con transistor này, nhưng mà không phải. Khi mà em thay xong thì không phải, thì bắt đầu là em thay cái nút gạt này. Cái nút gạt chọn các tần số này. Đây, thì em tháo ra rồi. Em tháo ra rồi và em lấy cái con khác, tháo linh kiện á, em lắp vào. Thì hiện tại á, nó đã là tốt rồi. Thì cái con này á, nó chủ yếu là cơ thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta lâu ngày á, thì tiếp điểm nó được không được tốt nữa, thì nó không còn chuyển được các cái đài nữa, các cái sóng của cái đài nữa. Thì bây giờ nó đã tốt rồi. Đây, để em thử. Đây, như quý khán giả thấy, radio nó đã hoạt động tốt. Bây giờ là em chuyển tần số nha. Đó, nó đã có rồi đó. Đó,